Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh đang đứng vị trí 8 căn ở tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có cái giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 490 triệu đồng thôi. Và hôm nay mình hiện tại đang đứng trước cái căn vị trí mặt ngõ. Đường trước nhà là 4m. Thông số kỹ thuật của căn nhà, hướng nhà là hướng Đông Nam. Diện tích trên sổ đỏ là 38m2. Diện tích xây dựng thực tế từ trên tầng 2 khoảng 40m2. Mặt tiền 4,2m và mặt tiền là 4m, mặt hậu là 4,22m. Nhà này nở hậu 20 phân mọi người nhé. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Và giá chào bán của cái căn nhà này là 1 tỷ 700 triệu đồng. Ngõ thông, ô tô tải đi qua nhà mọi người nhé. Đây chính là vị trí của căn nhà đây, 38m2, xây dựng và thiết kế là 4 tầng. Xin mời mọi người đi vào trong cái căn nhà cùng em. Phía mặt tiền của ngôi nhà đều đã được lát ốp gạch 80-80 kích thước mọi người nhé. Kích thước gạch 80-80. Vân đá rất đẹp. Cửa chính ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là cửa kính cường lực. Đây chính là cửa kính đây mọi người nhé. Đấy, cửa 2 lớp. Với cái vị trí của cái căn nhà này là thuộc tổ 15, phường Yên Nghĩa, rất gần với lại trường mầm non, tiểu học, chợ, đường, phường, trạm. Cách bến xe Yên Nghĩa 3 cây, cách đường quốc lộ 6 1,5 km, cách cuối khu đô thị Đô Nghĩa Tố Hữu Lê Văn Lương là khoảng tầm 2 km thôi mọi người nhé. Mời mọi người tiến vào phía bên trong của căn nhà cùng em. Căn nhà này được thiết kế cái phần đằng trước chỗ này là để xe mọi người ạ. Đây chính là phần để xe của ngôi nhà mọi người nhé. Căn này mặt ngõ rất là đẹp, diện tích thì rất là rộng, 38m2. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Căn phòng bếp của ngôi nhà đây rất là rộng rãi, rất là thoáng, tủ bếp rất là dài bởi vì cái diện tích của căn nhà rất là rộng. Tủ bếp được làm bằng gỗ sồi mọi người ơi. Đây, rất là dài, nhiều ô, đầy đủ mọi cái công năng cho một cái hộ gia đình sử dụng. Về cái ngôi nhà này thì phần điện, nước, hồ sơ công tơ điện nước đã được hoàn thiện đầy đủ hết rồi. Đầy đủ về phần vòi chậu, cũng như là bồn rửa bát, trần thạch cao, đèn led, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát. Gạch ốp lát ở phía dưới chân mọi người, dưới chân em đây là kích thước 60-60 mọi người nhé. Đấy, mặt bếp thì được là ốp đá đen Bình Định. Đây, rất là đẹp, chắc chắn. Và đây này, có từng cái chi tiết nhỏ đây mọi người có thể quan sát. Đến đây là đã khoan một cái lỗ chờ đây, để một là có thể nấu bếp ga. Nếu như mà ai nấu bếp ga thì đây chính là cái lỗ chờ của cái ống bếp ga lên đấy. Và đây chính là cái khu phần này là để sau này mọi người lắp tủ bếp. Đây nhá, kích thước là kích thước của cái phần lắp tủ bếp này là 70 mọi người nhá. Với cái căn nhà này thì cũng được thiết kế phòng khách là ở trên tầng 2 mọi người ạ. Lát nữa em sẽ đưa mọi người lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà để xem như thế nào nhé. Còn ở tầng 1 của ngôi nhà thì là có một cửa, một nhà vệ sinh phụ mọi người ạ. Đây, đây chính là nhà vệ sinh phụ, đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên toàn bộ ngôi nhà. Cái ngôi nhà này thì đã có cái bồn nước một khối ở trên tầng 4, trên tầng thượng của ngôi nhà để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Và cái máy bơm này là khi nào mà ở trên đó hết nước thì sẽ tự động bơm ở dưới bể ngầm lên mọi người nhé. Tiếp theo xin mời mọi người lên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Đây, cổ trụ cũng như tay vịn cầu thang đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người ạ. Đó, quay chi tiết cái chất liệu cho mọi người. Đây, bậc cầu thang là được lát đá xanh mọi người nhé. Đó, với cái căn nhà này ngõ thông, đường rộng, ô tô tải đi qua.
vì căn này nhà này là lô góc cho nên là những cái phía ở bên hông của ngôi nhà là đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài nhé mọi người, rất thoáng. Đây, xin mời mọi người hướng vào cái phía căn phòng cách khách đây, rất là rộng mọi người ạ. Ống chờ điều hòa, nếu như sau này mọi người mà tương lai, nếu như đây hiện tại thì bên em chưa lắp cửa đâu, nhưng mà tương lai mọi người nếu như muốn về tạo thành một phòng riêng, có thể làm cái cửa kính, vách kính ở đây. Và phần đây vẫn là để dây chờ ống điều hòa, áp điều hòa. Cửa sổ hướng ra phía bên hông nhà lô góc, bởi vì lô góc cho nên là làm gần như hai bên đều thoáng. Cửa sổ đây, nhà máy nhôm Việt Pháp mọi người nhé, chất liệu ở bên ngoài là nhôm Việt Pháp, bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Và ở cái phần ở dưới cái ở phòng khách này thì sẽ rơi khoảng tầm 12 mét, và được lát gạch 60-60 cả nhà nhé. Mời mọi người hiến sang cái phòng ngủ ở trên tầng 2 giúp em. Đây chính là phòng ngủ tầng 2. Phòng ngủ tầng 2 của căn nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, vì hướng nhà là hướng đông nam cho nên là rất là thoáng. Và mặt trước thì là mặt ngõ cho nên nó sẽ là thoáng vĩnh viễn, cái cửa sổ này sẽ thoáng vĩnh viễn mọi người nhé. Và cái giá chào bán chỉ 1,7 tỷ thôi, rất là hợp lý. Đó, áp chờ điều hòa đây, áp chờ điều hòa, ống chờ điều hòa. Cửa của cái ngôi nhà này, cửa thông phòng được làm bằng cửa nhôm Việt Pháp mọi người ạ. Đấy. Và cái diện tích của cái căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm, xem nào để em ướm xem nào, 12 mét mọi người nhé. Phòng nhà vệ sinh ở trên tầng 2 đây cả nhà ơi, đều được trang bị đầy đủ bồn cầu, lavabo, vòi xịt sen tắm rồi. Mọi người với cái căn nhà này thì chỉ còn dọn qua lại một chút thôi là có thể về ở rồi. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của căn nhà cùng em. Với cái thiết kế tầng 3 của ngôi nhà này được thiết kế là hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh mọi người nhé. Tất cả các phòng ngủ ở trên tầng 3 đều được thiết kế có cửa sổ hướng ra bên ngoài rất là thoáng. Diện tích thì 38 m², rất là rộng. Đây chính là phía phòng ngủ thứ 3 của cái căn nhà. Nói chung cũng xem các phòng thôi mọi người ạ. Đó. Tất cả cửa thông phòng của ngôi nhà này đều là làm bằng cửa nhôm Việt Pháp ạ. Mọi người xem mà có thắc mắc gì hoặc là có cái ý kiến gì cần góp ý với em thì cứ để lại comment ở dưới video nha. Wow, đây. Phòng này khá là sáng mọi người ơi. Đấy. Đằng phía trước của ngôi nhà này có cây nhãn rất là mát. Quanh khu vực này thì đầy đủ hết về những cái tiện ích ở trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học, rồi là trường tư thục rất là đầy đủ, chợ cũng rất là gần, phường cũng rất là gần, trạm y tế cũng rất là gần. Chỉ trong phạm vi bán kính 2 km đổ lại thôi mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà giúp em. Với cái giá cả nhà cả đất mà chỉ có 1,7 tỷ một lô như thế này thì thực sự là rất là hợp lý mọi người ạ. Rất là hợp lý. Đây chính là khu vực để máy giặt mọi người nhé. Đây chính là khu vực để máy giặt. Mời mọi người vào phía căn phòng thờ cùng em. Đó. Như vậy là cái căn nhà này thì là gồm thiết kế là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 sân phơi. Đây xin mời mọi người hướng ra phía sân phơi giúp em. Sân phơi rất là rộng cả nhà ạ. Đó.
cô chú anh chị cũng như đang xem video của em, nếu như mà có thắc mắc cũng như muốn góp ý với em về như thế nào đấy thì có thể để lại comment hoặc là có thể inbox riêng, cũng có thể là liên hệ theo em theo số điện thoại ở phía trên màn hình em ánh đây, 0983013403 hoặc 0888041444 cả nhà nhé. Mọi người xem video nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh, và đặc biệt là nhớ nhấn chuông để có thể là người đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.